khi mà mình bypass Hello á, mà muốn full sim nghe gọi thì cái máy mình phải là khóa chủ sở hữu hoặc là khóa kích hoạt nha các bạn. Chứ máy mà nó báo tình trạng không thể active hay là active lỗi hay là gì vậy á, mất email hay là số series bị sai á, là mình order bypass full sim á là nó mất tiền như chơi nha. Alo, xin chào các bạn. Này là cái máy iPhone mà nó bị khóa iCloud nè các bạn. Giờ mình muốn bypass full sim á, là bypass nghe gọi luôn á. Nhưng mà mình active vô mình thấy cái máy này là nó báo là không thể kích hoạt ha. Mình kiểm tra thì cái số email á nó vẫn còn nha các bạn. Giờ mình đi kiểm tra cái số series coi thử có phải là số series gốc của nó không nha. Mình ghim vô máy tính. Mình mở cái tool lên. Coi thử cái này là máy gì. iOS tình trạng nó ra sao. Này iPhone 7 iOS 15.8 nè. Số email đầy đủ. Giờ mình tiến hành mình copy cái số series. Mình vô mấy trang web á, mình kiểm tra coi thử cái số series này có phải là iPhone 7 không nha các bạn. Rồi sau khi mà mình kiểm tra, các bạn thấy trên màn hình không? Cái này là số series của iPad mini nha. Có nghĩa cái máy này lúc trước là đã bypass Hello á, bypass xài wifi mà lúc còn đổi số series á các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình copy cái số email. Mình vô cái trang web này. Mình kiểm tra thông tin để mình lấy lại cái số series gốc của nó các bạn. Muốn bypass nghe gọi thì cái máy nó phải là có số series gốc, số email đầy đủ, tình trạng là báo khóa kích hoạt hoặc là khóa chủ sở hữu nha các bạn. Rồi các bạn đợi trang web cho nó chạy. Nó chạy một lúc á là cái thông số của cái điện thoại của mình á, nó hiện trên màn hình ha. Đó các bạn nhìn thấy không? Cái này là iPhone 7 nè. Số email, cái số series gốc của nó là các bạn. Đúng ra cái số series gốc của nó là số series này ha, chứ không phải là cái số series lúc nãy nha. Thì giờ mình tiến hành mình phải đổi về số series gốc. Mình mới bypass full nghe gọi được nha các bạn. Mình mở cái tool đổi số series lên nè. Tool này hiện tại nó cũng free á, mình chia sẻ cho anh em nào chưa biết nha. Để mình giữ lại cái số series gốc của nó, lát nữa mình đổi cho nó dễ nha, chứ để mình bấm chuyển qua chuyển lại mấy trang web á nó bị lạc nha các bạn. Sau khi mà cái tool nó được mở lên á thì nó chưa có nhận cái máy gì hết các bạn. Tool này nó chỉ nhận máy trong chế độ ví dụ recovery hoặc là chế độ depo thôi nha. Giờ tiến hành mình mở cái device manager lên, kiểm tra driver đầy đủ á. Rồi mình đưa về chế độ recovery. Cái này các bạn nên vô depo từ recovery á cho nó chính xác nha. Vô chế độ recovery trước nè. Chế độ recovery là chế độ khôi phục, chế độ cộng dây cáp á, hoặc là chế độ cáp đĩa, mình đừng nói cho nó dễ hiểu ha. Khi vô chế độ recovery á, sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn luôn là vô chế độ depo như thế nào ha. Tool bắt đầu nó nhận rồi nè. Muốn vô chế độ boot dio á, là vô chế độ màn hình màu á, mình phải vô chế độ depo nha. Depo thì các bạn vô như mình là nhanh nhất nha các bạn. Trên bao tool á, mình vừa bấm exit recovery, nhấn giữ volume trừ giữ nguồn, đếm 1 2 3 buông nguồn giữ volume trừ. Đối với những cái máy mà nó có phím home cứng hoặc là không có phím home nha, các bạn làm như mình á là sẽ vô depo thành công. Rất là nhanh nha các bạn, không có cần cái tool thứ 3, thứ 4 gì hết ha. Khi vô depo thành công á, mình kiểm tra lại driver còn nhận nè. Giờ mình bắt đầu mình vô chế độ dual mode á, để đưa cái máy về chế độ màn hình màu á. Rồi mình tiến hành mở bọt về lại số series gốc của nó nha. Khi này thì các bạn cứ đợi cái tool nó chạy. Nó chạy cũng khá là lâu á. Nó làm gì nó làm các bạn. Này nó đổi, nó dò driver, tìm driver gì đó thì mình cứ đợi thôi. Lúc này cái tool nó đang làm việc nha. Các bạn chuẩn bị một cái cọng dây cáp zin đó, kết nối tốt với cái máy là các bạn làm được. Những cái dòng iPhone 7 tới iPhone X đó, mình đổi số series á, không có cần cáp DCSD nha các bạn. Rồi sau khi nó chạy xong á là cái máy mình lên chế độ màu. Màu gì cũng được ha. Trên tool báo nè, boot thành công. Rồi mình kiểm tra bọt lại nha các bạn. Khi nó lên chế độ màn hình màu á thì các bạn để ý nè, trên device manager á, nó mất driver ha, nhưng mà nó mở cho mình một cái bọt mới nha các bạn. Bọt là cái cổng cơm á, cổng cơm 49 nè. Giờ tiến hành mình làm mới cái cổng lại, chọn cổng cơm 49,
đúng đúng cổng nha, các bạn chọn đúng cổng nha. Rồi bắt đầu các bạn bấm kết nối với cái máy, rồi mình read thông tin. Các bạn đợi một xíu, tool nó read đầy đủ thông tin của mình ạ. Khi read xong á, các bạn muốn đổi số seri á thì mình để cái số seri thôi nha. Những cái thông số khác các bạn tuyệt đối không nên đổi ha. Mình đổi linh tinh là nó mất wifi, mất bluetooth, mất broadband tùm lum nha các bạn. Rồi mình copy lại cái số seri gốc lúc nãy mình lưu nè. Trở lại cái tool, mình thay thế cái số seri mà lúc trước cái máy này khách để bypass hello ở đâu rồi á. Thì lúc trước thì bypass mà không có xài sim á các bạn, mình phải đổi số seri nha. Cái máy này chắc cũng làm lâu rồi. Sau khi mà mình đổi xong á, tool báo thành công rồi. Rồi các bạn chắc ăn á, thì mình đọc lại thông tin máy một lần nữa nha. Mình read lại coi thử nó đổi chưa. Khi mà mình đọc thấy nó đổi thông tin về số seri gốc chính xác á, tiến hành mà mình khởi động lại cái máy. Khởi động lại, mình đợi cái máy nó khởi động lên á, bao tool nhận đầy đủ, kiểm tra lại số email, số seri đầy đủ. Rồi để về số seri gốc thành công rồi các bạn. Vậy là ngon lành ha. Giờ mình tiếp tục mình nạp ti, mình coi từ nó là báo khóa chủ sở hữu hay là vẫn không thể kích hoạt nha các bạn. Các bạn đợi một xíu. Thường thường mình mới đổi là nó chưa có đồng bộ những cái thông tin máy á, mà mình không biết cái máy này nó có báo khóa chủ sở hữu không, hay là ô vẫn là không thể kích hoạt các bạn ơi. Có nghĩa là mình mới đổi xong á, nó chưa đồng bộ lại số email của cái máy ha. Giờ mình làm như thế nào thì các bạn ghim lại vô máy tính, mình restore sạch lại. Restore là chạy chương trình nữa các bạn, xóa trắng máy luôn ha. Mình dùng từ cho nó dễ hiểu là xóa trắng máy á. Các bạn xóa là chọn with last mode nha, nghĩa là xóa trắng máy, mở bao tool lên. Các bạn nào có firmware rồi thì mình chọn firmware mới, còn chưa có thì các bạn bấm trên cái bao tool đó, nó có cái tải trực tiếp, các bạn tải về ha. Rồi đến lúc này thì mình tiến hành mình xóa trắng cái máy. Các bạn nhớ nha, khi mà mình bypass hello mà muốn full sim nghe gọi thì cái máy mình phải là khóa chủ sở hữu hoặc là khóa kích hoạt nha các bạn. Chứ máy mà nó báo tình trạng không thể active hay là active lỗi hay là gì á, mất email hay là số seri bị sai á, là mình order bypass full sim á, là nó mất tiền như chơi nha. Rồi sau khi mà mình chạy thành công á, mình đợi cái máy khởi động lên, kiểm tra nó đúng là khóa chủ sở hay gì á, rồi mình tiến hành mình order mình bypass full sim thôi. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.